phết. Mấy cô này cưa cây mà xuất sản cưa cái cây có ổ ong nữa nè. Cái cây trên có ổ ong cho anh ăn. Ổ ong chà bá luôn nè. Để thử cơ cưa ra nó làm sao. Chuẩn bị cưa mấy cái cây ngay chỗ mấy cái mã nè nha cả nhà. Cây này ngã nguy hiểm lắm nè. Leo lên cái mã luôn quá dữ. Cái cô này giác khúc cây nổi luôn là dữ dằn không. Quá dữ. Tự đỡ lên luôn nè, cô này kỷ lực thế giới nè, quá dữ luôn. Lực sĩ người Nga nè. Tông chú này nè. Quên cái chăn cái cây ngay cái mã luôn nè. Gió quá trời gió luôn. Ra ngoài chỗ đó là mã đắt nữa đó. Ở dưới cái chỗ trống đó là mà đắt nữa đó. Phết quá dữ. Ngay chỗ đó mã không chậm à. Cưa cây lâu nhánh giác cây luôn cũng nổi nữa. Cây ngã xuống nước rồi kéo cây lên. Dưới nước lâu lên luôn. Một chút nữa cưa ra khúc thì là cô ra cũng giác cây luôn đó. Whoa, fuck up.
ngắt nước lâu lên thằng lâu. Cưa cây ngay trên cái mã luôn nè. Ơ ngay rồi. Quá dữ. Ba cũng ngực xôn thôi dạt vô cái mã rồi. Rồi bắt đầu cưa ra khúc khúc rồi mấy cô này giác luôn nè. Những lòng lực mà. Trong đây toàn là mã không, dưới đây mấy cái mã đất nữa. Hai cô này đi ra giác tiếp tục tự đỡ lên luôn nè nha. Ghê hồn không nó. Tay nghề chuyên nghiệp đó. Tới cô này nè nha. Mạnh ghê không. Dữ dằn không. Quá dữ. Giác cây đi khòa khòa vậy đó. Đi đường cũng xa đó chứ đâu phải gần đâu. Rồi đỡ lên khúc nữa nè. Nó khúc này bự nè nha. Ghê hồn không. Nó mạnh lên. Dữ dằn không. Này kỷ luật Việt Nam luôn nào. Quá dữ. Tới cô kia kìa. Ghê hồn không. Giác cây đi phi phi vậy hả. Giờ lấy thêm mấy khúc nữa nè. Tự đỡ lên luôn. Qua đọc. Ghê gớm hồng. Đi khòa khòa đó. Cái cô này chơi cây nhỏ dài hai cây luôn. Dữ dằn không. Rồi cưa ra khúc đó là cô đó chát luôn nè nha. Hai người luôn. Chị hai cây luôn. Anh này một cây bự. Cầm cái cưa luôn quá dữ.